Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Trên tay mình đang chuẩn bị sẵn một bức tranh về một chiếc mặt nạ rất là đẹp, với được trang trí bởi một bông hoa và hai chú bướm. Hãy cùng mình tô màu cho bức tranh để chiếc mặt nạ này trở nên đẹp hơn nhé. Chú bướm đầu tiên mình sẽ sử dụng màu hồng để tô màu cho chú bướm này nhé. Tiếp theo là cái phần chân của chú đại biểu này. Và chú bướm ở phía bên phải thì mình sẽ tô màu xanh cho chú bướm này nhá. Mình là tô một cái mỏ cho cái chú này. Và bông hoa ở giữa thì mình sẽ tô màu vàng cho bông hoa này nhá. Tiếp theo là mình tô màu đỏ cho cái lưỡi nhá. Tiếp theo là mình sẽ tô màu nâu đậm đậm cho và để tô màu cho phần bên ngoài của chiếc mặt nạ này, mình sẽ sử dụng màu tím nhạt của mình để tô màu cho phần màu nền của chiếc mặt nạ này nhé. Và video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào. Mình sẽ tô thật là đều màu tím cho toàn bộ cái mặt nạ này nhé. Tiếp theo là phần bên phải của chiếc mặt nạ này. Thêm khoảng một ít ở phía trên của chiếc mặt nạ này, mình sẽ tô nốt nhé. Và về cơ bản thì chiếc mặt nạ này đã được hoàn thành màu. Mình sẽ sử dụng thêm một ít màu xanh dương để tô màu trang trí thêm cho chiếc mặt nạ này nhé. Và bức tranh về chiếc mặt nạ rất là xinh đẹp.
được trang trí bởi những chú bướm và những bông hoa này đã được mình tô màu và hoàn thành xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye!